quả dứa xa xỉ giá 10 triệu đồng. Dứa Rubilo được bán với giá gần 400 đô la Mỹ, khoảng 10 triệu đồng, được mô tả là có hương vị ngọt, vẻ ngoài bắt mắt. Với mức giá này, bạn đã có thể trải nghiệm ăn uống sang trọng với rượu vang, trứng cá muối tại một nhà hàng cao cấp, nhưng đôi khi cũng chỉ mua được một quả dứa. Loại dứa Rubilo được lai tạo với màu đỏ đặc biệt và vị ngọt đặc trưng được bán với giá có giá 395,99 đô la Mỹ tại Melissa's Produce, một nhà bán trái cây và rau đặc sản có trụ sở tại California, Mỹ. Del Monte, một nhà bán buôn trái cây chuyên về dứa, đã mất một thập kỷ rưỡi để phát triển loại dứa màu đỏ này. Một vụ thu hoạch hạn chế lần đầu tiên ở Trung Quốc diễn ra vào đầu năm nay. Gần đây, Del Monte quyết định đưa mặt hàng này đến Mỹ và bán với giá trên trời. Các nhà nghiên cứu của Del Monte đã tạo ra nhiều loại dứa trong nhiều năm, thiết kế loại trái cây độc quyền và thường tối ưu hóa hương vị. Năm 2020, công ty tung ra loại trái cây có vẻ ngoài xinh xắn và có thể làm quà tặng là dứa pin cao, có ruột màu hồng, mỗi quả được đặt trong một hộp đặc biệt. Sau đó, loại trái cây này cũng thu hút sự chú ý trên các nền tảng Instagram và TikTok khi có nhiều fans mua về để làm video review. Ban đầu, pin cao được bán với giá khoảng 50 đô la Mỹ, nhưng sau đó mức giá giảm dần còn 8,29 USD. Tuy nhiên, đây vẫn là chi phí quá cao so với một quả dứa. Giai đoạn tiếp theo, công ty cho ra mắt loại dứa Rubilo màu đỏ với nhiều cải tiến hơn. Nhà phân phối Melissa's Produce mô tả dứa Rubilo như một viên ngọc quý hiếm và đỉnh cao của trái cây sang trọng, đồng thời nói thêm rằng, đối với những người sành ăn, đó là một món quà khó quên. Nhà phân phối này nhập về 50 quả dứa 400 đô la Mỹ và đã bán được một nửa số này trong vòng nửa tháng. Rubilo được kỳ vọng là huyền thoại đỏ với ngành trái cây xa xỉ. Dù mức giá cao, vẫn có một thị trường rất nhỏ cho loại dứa Rubilo. Đây không phải loại dứa dành cho tất cả mọi người, vị đại diện nói. Đầu bếp Bo Colley, một người có ảnh hưởng trong ngành ẩm thực Mỹ, đã thưởng thức và nhận xét dứa Rubilo có hương vị thú vị. Nếu ăn quá nhiều dứa, bạn sẽ gặp dư vị đắng nhưng sẽ không gặp hiện tượng này khi ăn dứa đỏ xa xỉ, anh nói. Tuy nhiên, nó không đáng giá 400 đô la Mỹ, người tiêu dùng chi tiền để sở hữu Rubilo, không chỉ thưởng thức hương vị, còn vì vẻ ngoài rực rỡ, đáng kinh ngạc. Dứa Rubilo có thể giống như một vật trang trí cho ngôi nhà giàu có của bạn vào dịp Giáng sinh hay tạ ơn. Colley cho biết, Cindy Van Rietsuyt, chiến lược gia sản phẩm tươi sống của nhóm nghiên cứu toàn cầu của Rabobank, cho biết người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền cho thứ gì đó đặc biệt. Bà nói khi nhắc đến các sản phẩm đặc sản, luôn có một thị trường nhỏ dành cho các nhà hàng cao cấp, những người sành ăn hoặc một số kênh trực tuyến nhất định. Người Mỹ đặc biệt quan tâm đến các loại trái cây mới trong những năm gần đây. Họ trả giá cao hơn cho táo Honey Sip, nho cô tông candy, quýt sumo và dâu tây Nhật Bản trồng với tiêu chuẩn đặc biệt. Một số loại trái cây đặc sản còn được nhiều người yêu thích. Nho cô tông candy, được đặt tên vì vị ngọt như kẹo, xuất hiện vào năm 2011 và nhanh chóng trở nên phổ biến. Sumo Citrus, một giống lai giữa cam, bưởi và quýt bùng nổ doanh số trong những năm gần đây. Giờ đây, họ đang khao khát các loại trái cây và sẵn sàng chi tiền cho những lựa chọn mới thú vị. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.